Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series vẽ theo yêu cầu. Nay tôi sẽ vẽ theo yêu cầu của ba vị khán giả. Trên nào, bạn này bạn đã yêu cầu vẽ Nami phiên bản lực sĩ. Ok, gần đây tôi nhận được khá là nhiều các comment yêu cầu vẽ các nhân vật One Piece ở phiên bản lực sĩ. Thế nhưng mà các bạn lại toàn yêu cầu rất là khó đó nè. Vẽ các nhân vật nữ ở phiên bản lực sĩ mà không phải là nhân vật nam. Đa phần là đều là thích xem các nhân vật nữ ở phiên bản lực sĩ. Đối với các nhân vật nam ấy, thì họ đã vốn đã có cơ bắp ít hay nhiều. Chứ còn đối với các nhân vật nữ thì tất nhiên chân tay khẳng khiu. Bây giờ muốn biến các bạn ấy thành các lực sĩ thì các bạn chơi khó tôi thực sự luôn. Nhưng không sao, tôi vẫn đáp ứng được yêu cầu của các bạn. Đây, như các bạn thấy Nami thì cả khuôn mặt cả mái tóc tôi sẽ chỉnh sửa đi một chút để cho trông có vẻ mạnh mẽ hơn. Rồi, mặc thêm cái áo cho cô ấy chứ, đúng không? Làm sao mà có thể như các nhân vật nam được, các nhân vật nam có thể mặc quần thôi, nhưng mà phần trên thì có thể là cởi trần, nhưng nữ thì không được. Tôi sẽ cho cô ấy mặc một chiếc áo màu đen. Màu đen nhưng mà khi mặc bó ấy, thì khi mặc bó thì các cái khối cơ cơ bụng, cơ sườn, cơ ngực thì cũng đều lộ lên vì áo dính vào người. Nami có thể lọt top 3 nhân vật nữ mà được yêu thích nhất trong One Piece. Đúng rồi, ai thích Nami, tôi cũng rất thích Nami. Đó, các bạn thấy từng khối cơ một ở cánh tay đâu có thua kém gì bất kỳ nhân vật nam nào đúng không? Nếu mà Nami có đi thi Olympic ở Nhật Bản thì tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ giành huy chương vàng, cùng lắm thì huy chương bạc. Và theo các bạn thì cô ấy sẽ đại diện cho quốc gia nào? Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay là Hoa Kỳ? Nami tóc đỏ này chắc là tóc nhuộm chứ không phải tóc thật đâu các bạn nhỉ? Tóc nhuộm này thì tôi nghĩ là chắc là cô ấy là người Nhật rồi. Tác giả là người Nhật thì chắc là đa phần là sẽ là cũng tình Nhật thôi. Tôi sẽ dự định làm một video nghiên cứu về vấn đề quốc tịch của các nhân vật trong One Piece. Các bạn có hào hứng vấn đề này không? Nghiên cứu có cơ sở các bạn nhé, chứ không phải là điền bừa vào đâu nhé. À, chiếc quần màu nâu. Mặc quần bò cho nó xịn chứ không mặc bikini hay mặc quần short. Nami thì nổi tiếng với bộ bikini sexy màu xanh. Thế nhưng mà chuyển sang phiên bản lực sĩ thì trông nó phải tươm tất chút đúng không? Đấy, rất là đẹp. Và đây, đây là phần vẽ thô trước khi tô màu của nhân vật Nami ở phiên bản lực sĩ. Để tránh mất thời gian của các bạn, tôi đã tua rất nhanh. Tôi để tốc độ tua lên đến 40 lần.
Điều này để các bạn có thể thấy rằng làm được ra một nhân vật không hề đơn giản các bạn ạ. Mất rất nhiều thời gian để hoàn thành một video này. Chưa tính phần chỉnh sửa thì tôi mất khoảng một ngày. Đấy, tôi rất trân quý các comment của các bạn, các yêu cầu của các bạn. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian ra để làm các video theo yêu cầu của các bạn. Tôi không chỉ làm về các video, các nhân vật One Piece ở phiên bản lực sĩ mà tôi cũng có thể làm bất kỳ cái gì mà các bạn có thể nghĩ ra. Ví dụ như là Luffy và kết hợp với Nami thì sẽ ra cái gì? Kết hợp về ngoại hình nhé, chứ không phải kết hợp về thể xác các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhân vật Zeru ở phiên bản lực sĩ. Cũng tôi cũng nói luôn với các bạn ở video này sẽ có 3 comment được lựa chọn để tôi thực hiện video, và 3 nhân vật này, 3 comment này các bạn đều yêu cầu vẽ 3 nhân vật nữ ở phiên bản lực sĩ. Có vẻ các bạn rất thích nhìn thấy các cô gái hình hài cơ bắp. Tôi thì thấy các cô gái ở có hình hài cơ bắp trông cũng khá là hấp dẫn. Nhưng mà thực sự thì tôi vẫn thích các cô gái thân hình mảnh mai hơn. Mảnh mai thôi chứ đừng có gầy gò các bạn nhé. Vì dù như thế nào thì con gái cũng cần có da có thịt thì mới đẹp được. Chứ cứ như một cây gỗ khẳng khiu thì không đẹp đâu. Như các bạn thấy, Zeru tôi sẽ cho mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh để che đi phần giữa của cơ thể, trông sẽ đỡ mất mỹ quan, đỡ phản cảm, vẫn đẹp đúng không các bạn? Vẫn để lộ được ra những cái khối cơ của mình, vẫn thể hiện được sức mạnh ghê gớm của một cô gái ở phiên bản lực sĩ. Chứ đâu có phải là cứ lực sĩ là phải cởi trần hết đúng không? Như các bạn thấy thi thi thể hình ấy ở các đại hội thể thao thì các nhân vật nữ thường sẽ mặc bikini, mặc hai mảnh. Thôi để không che mất màn hình, tôi sẽ cúp video giới thiệu ở đây.